Hello, xin chào tất cả các bạn. Tiếp nối phần 1 của video hướng dẫn làm cầu thang. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái cầu thang mà phần 1 mình giới thiệu các bạn. Thì đây là cái cầu thang, cái tay vịn cầu thang. Thì mình đang chạy cái song dưới. Sau khi mình hàn được cái song, cái tay trên và mình đánh bóng mài, hàn mài đánh bóng xong xuôi thì mình bắt đầu chạy cái tay dưới. Thì để chạy được cái tay dưới này thì các bạn phải cũng có các bạn lấy cái kia gấp, cái kia gấp lúc như lúc phần trước mình nói là các bạn đùa cái độ xéo của cái cầu, của cái tay trên và cái trụ, thì các bạn sẽ lấy được một cái góc, các bạn sẽ lấy được cái góc, các bạn cắt cái cây song dưới của nó một cái góc xéo, song dưới không góc xéo nó vừa khít, và các bạn đem tới các bạn mài, các bạn sẽ bơm vào đây. Thì trong cái video này tôi đã cắt và xong, và tôi nối xong, tôi đang hàn. Thì ở đây á là làm thì nó có từng nhịp một, nên là mình làm xong cái nhịp nào á thì mình sẽ hàn nhịp đó để cho nó hoàn thiện luôn. Thì ở đây là tôi đang cái nối cái mấy cái tay dưới. Thì để làm được cái cầu thang là các bạn nên nhớ điều đó, vì cái kia gấp là nó là rất là lợi hại. Các bạn chỉ cần kẹp lên, kẹp ở cái cây trụ đứng, cái cây trụ 32 á, và cái tay trên, các bạn sẽ lấy được một cái góc, các bạn cắt xéo nó rất là chuẩn, nên là cái kia góc nó rất lợi hại cho đó. Và sau khi tôi hàn xong và tôi đánh bóng thì tôi quấn cái giấy bóng lại cho người ta đang còn sơn nước, người ta đang còn làm sơn nước. Thì đây mới cũng nối, mới nối được có mấy nhịp, mới được hai nhịp xong dưới. Thì ở như cái video lần trước tôi nói với các bạn là nó rất nhanh đấy, nối rất là nhanh, nên là cái này tôi không nối lại nữa. Và cái nối này là nó rất là nhanh, không có mất bao nhiêu thời gian đâu, chỉ cần vừa nối vừa hàn, có nghĩa là nối cái song dưới thì các bạn vừa nối vừa hàn trong một ngày thôi là được 2 mấy mét. Đó, thì cái cua khi mài lên đánh bóng là nó liền lại, nó đẹp đẽ, và tôi đã cuốn lại rồi. Và chỉ có một lúc nữa thôi, lúc nữa là khoảng nửa ngày là sẽ nối hết, sẽ chạy hết các song dưới. Khoảng nửa ngày là tôi sẽ chạy hết các song dưới của cái cầu thang. Thì chạy cái này là các bạn biết cách, các bạn làm rất mau, còn các bạn nếu mà làm ở nhà lên tìm tới các bạn giáp lâu lắm, cực kỳ lâu. Và các bạn hãy nhớ cái điều đó, các bạn làm, nếu có làm lan can ban công thì các bạn có thể làm ở nhà, bạn nên tới ra, vì nó không có cua hoặc là nó ít, còn cái cầu thang này nó quá trời cua. Các bạn mà làm ở nhà là nó, các bạn không thể tính chính xác được đâu. Đó, sau khi mài mệt xong xuôi, tôi phải quấn giấy bóng lại để nó bảo vệ, không có sơn nước nó mà dính xuống đó. Là thưa với các bạn là các bạn chùi cả ngày nó mới ra được hết được cái cầu thang này, sơn nước là nó gây dính ghê lắm. Thank you.
Và đây là tôi đã nối hết được tất cả các cái tay dưới. Sau một buổi đồng hồ tôi đã nối hết được các tay dưới. Và bây giờ là chỉ việc hàn. Và cái tay dưới này là chỉ việc hàn nữa là xong. Đấy, nên là các bạn là nối tay là các bạn là biết cách là các bạn nối nhanh lắm, nối được cái song dưới là các bạn nối nhanh lắm. Các bạn nối chút xíu là các bạn nối xong khoảng nửa buổi thôi. Đó, và nối song dưới lên thì nó đã hoàn thiện cái cầu thang, gần như là hoàn thiện, việc hàn đánh bóng nó là hoàn thiện. Thì cái cầu thang này là làm đem tới tận công trình. Và tôi xin nhắc với các bạn là đối với cái cầu thang, các cái tay vịn cầu thang là các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là cái nối cua là nó quan trọng nhất, là cái nối cua. Các bạn nối cua là coi như các bạn cần phải coi như là tỉ mỉ, là cho các cái góc, cái mí của cái cua nó phải bằng nhau. Thứ hai nữa là cái kia góc, cái kia gấp là nó rất lợi hại. Các bạn có thể cắt được cái góc xéo của cái cây chủ đứng, và các bạn cắt được góc xéo của cái cây, góc xéo của cái cây song, của cái cây song song inox, cái song inox song dưới ạ. Nên là làm rất nhanh. Các bạn nào chưa biết nghề thì các bạn coi như chỉ cần làm inox, các bạn đi thiêu thợ và các bạn nhớ để ý thì các bạn sẽ biết làm. Vì làm cái cầu thang này thì nó đúng thật sự với các bạn là phải tay nghề cứng thì các bạn mới làm được. Chứ bình thường thì các bạn làm là cũng hơi khó. Thì nó không phải dễ như cái bàn hay là cái gì đâu mà coi như là đấy, mà hắn cần liên quan tới các cái cua. Các bạn phải hình dung được, cái cua nó phải chạy thế nào và nó lên thế nào mới đẹp. Đấy, thì các bạn sẽ làm được. Thì đối với các bạn chưa biết làm thì các bạn vào, các bạn muốn học làm cầu thang thì các bạn vào kênh của tôi, các bạn đăng ký và các bạn xem đi xem lại các video. Các bạn xem tới xem lui 2-3-4 lần thì các bạn sẽ tự khắc các bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm. Và tôi hướng dẫn cho các bạn làm rất tận tình. Tôi không có giấu nghề. Đối với các bạn nào mới học nghề thì các bạn vào các bạn xem thì các bạn sẽ biết được cách làm, cách hàn inox và cách làm cầu thang. Thì ở cái video phần trước thì tôi cũng coi như là hướng dẫn với các bạn là cái cách để chôn trụ cho nó rồi, chôn trụ và chạy tay sao. Còn ở video này thì tôi xin nói với các bạn là cách để chạy, cách để cắt góc xéo của cây dưới để chạy, hướng dẫn các bạn chạy cái song dưới cho nó nhanh và đẹp nhất. Đấy, thì các bạn qua cái video các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh, và nhớ like share dùm tôi. Cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn nếu các bạn học nghề tôi, các bạn hãy có gì các bạn không hiểu và có gì các bạn không biết thì các bạn hãy nhắn tin, để lại tin nhắn tôi sẽ trả lời các bạn. Và tôi sẽ, các bạn cái nào không biết tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.